Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoa Sen Ban Mai. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể khôi phục lại dữ liệu của website WordPress khi các bạn lỡ thao tác và xóa đi những thông tin quan trọng. Thì đối với những bạn mới thì việc mà chỉnh sửa trên website WordPress nó còn bỡ ngỡ. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách để có thể khôi phục lại những dữ liệu này. Thì mình sẽ truy cập vào cái giao diện của website WordPress. Thì mình sẽ làm một cái thao tác, ví dụ là ở đây mình sẽ xóa cái thanh menu của cái trang WordPress này. Thì ở đây trong quá trình thao tác thì các bạn có thể sẽ là nhấp nhầm những cái thông tin này. Ví dụ ở đây các bạn sẽ bấm vào cái mục này. Nó vô tình làm cho cái menu của các bạn đã bị xóa vĩnh viễn chương trình của WordPress. Thì đối với các bạn mới thì các bạn sẽ thực sự là rất lo lắng vì các bạn sẽ khó có thể thiết lập lại được những cái menu này, hoặc là các bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian để setup lại cái thông tin trên đây. Thì các bạn cũng đừng quá lo lắng vì cái vấn đề này mình đã từng gặp phải khi mà bắt đầu làm cái website WordPress. Thì các bạn, việc đầu tiên là các bạn sẽ truy cập vào cái hosting mà các bạn đăng ký giúp mình. Ở đây mình sẽ đăng nhập vào cái hosting. Ở đây cái hosting mà mình đăng ký là Hosthost. Thì các bạn mà đăng ký hosting ở đâu thì các bạn sẽ truy cập vào cái mục trang chủ. Các bạn sẽ bấm vào cái phần quản lý giúp mình. Thì các bạn, khi mà các bạn vào phần quản lý của hosting thì các bạn sẽ nhấp giúp mình vào cái website mà các bạn cần khôi phục lại. Thì ở các phần quản lý tài khoản, các bạn sẽ kéo xuống giúp mình ở cái mục Control Panel. Các bạn lưu ý là các bạn sẽ tìm cái thông tin này ở trên cái hosting của các bạn, sau đó các bạn sẽ nhấp vào giúp mình. Thì ở cái giao diện của Control Panel này, các bạn sẽ kéo xuống giúp mình ở cái phần Asynchronous Backup. Thì nếu mà các bạn nào mà không tìm thấy được cái phần này ở trên cái trang Control Panel thì các bạn có thể gõ vô giúp mình. Đây, các bạn gõ thì nó sẽ xuất hiện. Các bạn sẽ nhấp vào cái thư mục này giúp mình. Thì ở đây nó sẽ hiển thị cho các bạn những cái bản backup của những cái ngày trước đó dành cho cái website của các bạn. Thì nếu mà các bạn mà muốn backup lại, khôi phục lại cái dữ liệu ở một cái ngày xa hơn thì các bạn sẽ liên hệ support, liên hệ cái bộ phận hỗ trợ của hosting để có thể nhờ họ hỗ trợ khôi phục lại những cái thông tin trước đó. Ở đây thì hosting họ sẽ có 7 ngày gần nhất để các bạn có thể tiến hành khôi phục. Thì ở đây mình sẽ chọn là cái ngày 28. Thì tùy theo các bạn mà các bạn có thể chọn cái ngày mà cái thông tin dữ liệu của các bạn cần backup lại. Thì các bạn sẽ chờ trong vài phút để cho cái hosting họ cập nhật lại các bạn backup của các bạn. Các bạn có thể chờ khoảng chừng 10 15 phút để cho nó tiến hành là load lại các bản backup này cho các bạn. Cái việc load các bản backup của các bạn đã được hiển thị thì các bạn sẽ nhấp vào cái phần này giúp mình, Recover the account. Thì các bạn sẽ nhấp vào đây, các bạn sẽ bấm Start Recovery giúp mình. Thì cái quá trình mà khôi phục lại dữ liệu của bạn thì nó đang được tiến hành. Thì nếu mà các bạn muốn xem chi tiết của cái quá trình mà nó đang khôi phục này thì các bạn sẽ bấm vào phần Recovery Operation giúp mình. Thì ở đây nó đang hiện là cái quá trình này đang được cập nhật. Thì các bạn sẽ chờ khoảng chừng 20 đến 30 phút để cho quá trình này hoàn tất. Thì cái website của bạn, các dữ liệu của bạn sẽ được khôi phục lại vào cái ngày mà các bạn đã lựa chọn. Thì khi mà cái quá trình khôi phục lại hoàn tất thì nó sẽ thông báo cho các bạn, thì các bạn có thể kiểm tra ở trên đây. Các bạn sẽ thấy là cái quá trình khôi phục đã được thực hiện thành công. Thì các bạn có thể kiểm tra lại bằng cách truy cập vào lại giao diện của WordPress. Các bạn sẽ nhấp vào cái phần menu giúp mình.
Các bạn sẽ vào phần menu để kiểm tra lại xem quá trình khôi phục đã được hoàn tất hay chưa. Thì các bạn đã nhìn thấy ở đây thì cái phần menu của các bạn đã được khôi phục hoàn toàn. Thì các bạn sẽ truy cập vào cái trang web của các bạn để kiểm tra lại một lần nữa. Thì cái thanh menu ở trên đây của các bạn cập nhật lại hoàn tất. Thì video hướng dẫn các bạn cách để có thể khôi phục lại dữ liệu website của mình đến đây xin kết thúc. Thì các bạn nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng comment ở dưới video. Mình rất vui nhận được hỗ trợ của các bạn. Các bạn đừng quên truy cập vào các đường liên kết ở trên kênh của mình. Thì mình sẽ cập nhật lại những cái bài video giới thiệu này ở phần mục thủ thuật công nghệ trên cái website biết xem mua sắm của mình. Thì các bạn nào mà có nhu cầu để xem lại những cái bài mà giới thiệu của mình trên video thì các bạn có thể truy cập vào cái mục này để theo dõi thêm. Thì video của mình đến đây xin kết thúc. Thì thân ái xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.